Kính chào quý vị, các anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay Hùng Nguyễn có ý định lên đây để kết nối lại cộng đồng mạng thông qua kênh Hợp Nhất Media. Hợp Nhất Media là kênh YouTube của Hùng Nguyễn đã thành lập từ năm 2021, trong thời gian COVID vẫn còn hoành hành. Đến nay cũng đã hơn 4 năm, nhưng mà thực chất ra thì Hùng Nguyễn cũng chẳng có làm gì được nhiều cho nó, bởi vì rất là nhiều điều kiện mà không thể thực hiện cho được như mong muốn. Hôm nay cũng trong tuần nghỉ lễ Thanksgiving ở tại đất nước Hoa Kỳ, người dân đang trong những ngày nghỉ lễ Long Weekend, có nghĩa là lễ tạ ơn, cũng là một cái lễ truyền thống của xứ sở Hoa Kỳ. Nơi đây người dân vào mùa này, vào thứ năm của cái tháng 11, có nghĩa là cái thứ năm cuối cùng của tháng 11 là ngày lễ tạ ơn. Chúng ta sống trên đất nước Hoa Kỳ thì ai cũng biết đến cái gọi là cái ý nghĩa, cái truyền thống và cái lịch sử lâu đời của nó. Từ đó thì mọi người sum họp về gia đình để tổ chức những buổi tiệc đoàn viên quây quần ấm áp. Thì quý vị biết thời gian này thì Hoa Kỳ không khí, nhất là ở tại Houston thì không khí cũng rất là dễ chịu, cũng đang chuẩn bị vào mùa đông, không khí thì cũng hơi lạnh lạnh thôi, cũng không có khó khăn lắm. Cho nên ở tại Houston thì quý vị biết là những cái lễ hội, những cái hội đoàn của người bản xứ, người Hoa Kỳ, hoặc là của những cái dân tộc khác, trong đó có người Việt Nam, cũng diễn ra khắp nơi, rất là vui tươi, rất là nhộn nhịp. Từ đó thì quý vị biết cái không khí của người dân cũng rất là phấn khởi. Và cái phấn khởi nữa là sắp tới đây thì họ sẽ đón nhận được một cái vị tổng thống vừa được bầu ra bởi người dân Hoa Kỳ, đó là cựu tổng thống Donald Trump trở lại để nhận thêm một nhiệm kỳ mới nữa, là từ năm 2025 cho tới 2029. Kính thưa quý vị, các anh chị, các bạn, chúng ta thông qua mạng xã hội cũng chỉ là một phương tiện để chúng ta tìm hiểu thêm thông tin. Thì hôm nay Hùng Nguyễn cũng mạn phép lên đây để cùng chia sẻ với quý vị một đôi điều về những cái điều kiện thông tin mà chúng ta cần phải cập nhật thêm để hiểu thêm về cái tình hình kinh tế, tình hình xã hội. Trong đó có những cái lĩnh vực văn hóa hoặc là những cái lĩnh vực khác nữa, trong đó gồm có giáo dục hay là giáo dục. Với cái mục đích đó, Hùng Nguyễn muốn lên đây chia sẻ với quý vị một số thông tin về kinh tế, cũng góp nhặt đâu đó được do cái thời gian rảnh đọc một số những cái sách về kinh tế, đọc về một vài cái câu chuyện, cuốn chuyện của cái vấn đề kinh tế thị trường. Cho nên từ đó Hùng Nguyễn cũng có một cái số kiến thức nhất định để chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Vì sao? Sáng nay khi mở phone ra để check mail, check
thì cũng có dạo qua những cái trang Facebook, thì Hồng Nguyễn cũng có thấy một cái thông tin do luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Nguyễn Văn Đài là một cái người mà có nghĩa rất là có nhiều thông tin. Thì sáng nay anh ta cũng có viết một cái tweet, cách đây 4 tiếng đồng hồ thì anh ta cũng có viết một cái tweet để bỏ lên trên trang của anh ấy, với cái tựa đề, với cái nội dung là: chúc mừng VinFast lỗ ròng 550 triệu USD trong quý 3 năm 2004, mặc dù đã bàn giao 22.000 xe, doanh thu 510 triệu USD quý 2. Như vậy, mỗi chiếc xe bán ra, Vin lỗ 25.000 USD. Để hết lỗ, Vin phải bán được khoảng 200.000 xe. Chắc phải tới năm 2050, VinFast mới có lãi. À, thì quý vị biết đây là một cái thông tin mà đem lại cho chúng ta một cái cú gọi là sốc nhẹ. Bởi vì sao? Bởi vì công ty VinFast hiện nay là một cái công ty đại diện cho người Việt Nam, đại diện cho người dân trong nước và cũng có thể đại diện cho người Việt Nam ở nước ngoài. Hiện giờ đang là một cái công ty làm ăn, đang đến Hoa Kỳ để gọi vốn, thì quý vị biết. Nhưng mà theo cái báo cáo vừa qua thì đã báo lỗ tới là 550 triệu đô la, thì quý vị biết 550 triệu đô la thì là một cái số tiền rất là lớn đối với một doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Vì sao nó xảy ra hiện tượng này? Mà vì sao VinFast, công ty sản xuất xe điện của Việt Nam, chưa được chấp nhận ở thị trường quốc tế, hay nói cách khác hơn là VinFast vẫn còn ì ạch trên cái gọi là trên cái vấn đề làm ăn ở tại gọi là xứ sở tự do này. Thì quý vị biết rồi, khi mà VinFast muốn chuyển đổi, muốn mở một cái IPO để mà gọi vốn tại thị trường chứng khoán phố Wall, là một cái nơi mà gọi là tập trung những nhà tài phiệt lớn lao của Hoa Kỳ, cũng là của thế giới. VinFast đến Mỹ năm 2022, thì quý vị biết, với một cái số vốn là hàng chục tỷ đô la, gọi vốn để mà xây dựng một cái công ty, tạo công ăn việc làm ở tại một cái tiểu bang nước Mỹ, thì quý vị biết đầu tư vào cũng hàng tỷ đô la để mà tạo công ăn việc làm cho cái vấn đề chuyển đổi kinh tế từ mô hình, thì quý vị biết rằng là Việt Nam là mô hình kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường nhưng mà lại theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Còn kinh tế tư bản thì quý vị biết nó là mô hình kinh tế thị trường. Thì từ cái mô hình kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà chuyển đổi sang mô hình kinh tế thị trường tư bản, thì quý vị biết công ty VinFast cũng rất là phải tốn rất là nhiều công việc, công đoạn. VinFast phải mở một công ty, một văn phòng đại diện một công ty ở tại Singapore trước khi có IPO vào Hoa Kỳ. Thì quý vị biết vì sao, chúng ta phải đặt câu hỏi là vì sao VinFast phải mở IPO ở tại Singapore trước khi là VinFast đến Hoa Kỳ để mở IPO. Thì đó là một cái vấn đề mà chúng ta, nếu mà những nhà làm kinh tế thì quý vị sẽ nhìn sâu vào, quý vị sẽ nhìn thấy rất là rõ cái hướng đi của VinFast. Việt Nam là một cái nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, thì quý vị biết cái giá trị gọi là giá trị quốc dân, giá trị quốc gia, gọi là thu nhập quốc dân, giá trị quốc gia hiện nay thì nó cũng chưa có
rõ ràng trên thị trường quốc tế, trên công bố quốc tế rõ ràng. Vì sao? Vì quý vị nhìn vào, quý vị thấy cái nền kinh tế của Việt Nam là kinh tế xã hội chủ nghĩa, cho nên cái đồng bạc Việt Nam cũng vẫn còn loay hoay chỉ sử dụng trong nước và những cái nước gần gũi lân cận, chứ không có ra được các nước khác. Thí dụ quý vị ở Việt Nam, quý vị có thể là xài đồng tiền Việt Nam cho tới Campuchia, cho tới Lào, có thể là cho tới Trung Quốc hoặc là cho tới Thái Lan, và hết. Trong khi đồng tiền của các nước khác như Thái Lan thì có thể là xài ra được rất là nhiều nước. Đồng tiền của những cái nước kế bên Việt Nam giống như là Indonesia, Brunei thì họ cũng xài ra rất là nhiều nước, trong khi Việt Nam thì vẫn loay hoay bởi vì cái nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, cho nên cái đồng bạc Việt Nam hiện nay cũng chưa có được gọi là chứng minh được cái giá trị của nó đối với quốc tế. Cái sự chuyển đổi mô hình kinh tế của VinFast thì quý vị biết không tự nhiên mà VinFast có thể là chuyển đổi được cái mô hình kinh tế của mình, mà có thể là đi ra ngoài, đi đến Hoa Kỳ để mà gọi là kêu gọi vốn. Đây đây cũng là một cái sự mà gọi là bàn bạc, hoặc là cũng có những cái chuyển giao, hoặc là cũng có những cái giúp đỡ với những cái sự thay đổi mô hình kinh tế trong nước ra tới nước ngoài. Thì quý vị biết nếu mà không có sự giúp đỡ của chính phủ Việt Nam thì VinFast cũng không thể nào đến được Hoa Kỳ, mà không có sự giúp đỡ của chính phủ Hoa Kỳ thì VinFast cũng không thể nào đến với phố Wall, để có nghĩa là kêu gọi vốn để mà làm ăn kinh tế. Sáng nay đọc cái tốt của Nguyễn Nhân Đài thì chúng ta thấy một cái điều rằng là VinFast lại tiếp tục lỗ lã, tiếp tục làm ăn thua lỗ rất là nhiều năm. Thì quý vị biết rằng cái mô hình mà chuyển đổi kinh tế mà làm ăn thua lỗ như vậy thì nó dễ gây phá sản công ty. Mà quý vị biết rằng là công ty VinFast là một công ty tư nhân. Khi sang mà kêu gọi vốn ở tại Hoa Kỳ thì quý vị biết đó là một cái công ty tư nhân thì có thể là kêu gọi vốn ở tại Hoa Kỳ được. Tại vì theo kinh tế thị trường thì tất cả mọi điều kiện là phải là tư hữu hóa, rồi từ đó mới là định giá bằng thị trường, gọi là thị trường chứng khoán, và từ đó mới trở thành những cái cổ phần, những cái cổ phiếu để cho mọi người tham gia đầu tư vào công ty VinFast. Thì quý vị biết một cái mô hình kinh tế chuyển đổi như vậy thì nó cũng rất tốt cho Việt Nam hiện nay, bởi vì kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa thì không thể làm như thế. Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa theo định hướng xã hội chủ nghĩa có nghĩa là nhà nước vẫn gọi là chủ đạo, có nghĩa là vẫn chủ đạo trong vấn đề lãnh đạo công ty với số vốn rất là cao, với tỷ lệ vốn rất là cao. Trong khi khi mà đã tư hữu hóa rồi thì không còn cái số vốn đó, có nghĩa là cái số vốn của công ty sẽ sở hữu sẽ tùy theo cái điều kiện đầu tư nhiều hay ít từ phía người dân. Chuyển đổi mô hình kinh tế là một cái bước rất là khó khăn. Nếu quý vị có tìm hiểu thêm về cái đường lối chuyển đổi kinh tế của nước Nga,
Từ khi Liên bang Xô Viết tan rã thì quý vị biết nước Nga cũng là một nước dẫn đầu trong khối cộng sản đã muốn chuyển đổi mô hình của mình. Từ những năm 90 thì quý vị biết nước Nga cũng có những cái điều kiện muốn chuyển đổi cái mô hình kinh tế từ gọi là từ quốc hữu hóa mô hình kinh tế của chính phủ cho ra dân, có nghĩa là chuyển đổi kinh tế cho trở thành tư hữu hóa, từ quốc hữu hóa. Chính phủ Nga muốn chuyển đổi cái nền kinh tế đó trở thành tư hữu hóa, nhưng mà quý vị biết nó kẹt cho cái những cái nước xã hội chủ nghĩa, những cái nước cộng sản là họ làm ăn riêng lẻ, họ chỉ chơi với nhau. Thí dụ như Nga thì chơi với Trung Quốc, rồi Trung Quốc thì chơi với Hàn Quốc, Hàn Quốc thì chơi với Cuba, Venezuela, thí dụ gì, một vài những cái nước là Nam Mỹ cũng có trong cái định hướng theo cái kiểu mô hình xã hội chủ nghĩa. Thì quý vị biết đó là họ chỉ những cái nước nhỏ, những cái nước chơi chung với nhau như vậy. Họ không thể định giá những cái công ty của nhau. Bởi vì khi mà chuyển đổi ra một cái mô hình tư bản thì quý vị biết là chỉ có những cái công ty tài chính cỡ lớn của các nước tư bản thì mới có thể là định giá được cái công ty đó chính xác. Thí dụ như quý vị biết rằng là công ty VinFast nếu mà nằm ở Việt Nam mà không thoát ra khỏi cái mô hình kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa thì cũng đâu có một cái công ty tài chính nào mà có thể là định giá được công ty VinFast là với giá trị bao nhiêu để mà có thể là trở thành một cái IPO để mọi người tham gia đầu tư. Thí dụ như hiện nay thì quý vị biết rằng là những cái công ty trong nước thì chỉ định giá theo cái giá trị ở trong nước thôi, chứ đâu có thể nào định giá theo cái kiểu giá trị ở nước ngoài. Gần đây nhất thì quý vị thấy công ty bia bia Sài Gòn thì định giá thì cũng cuối cùng thì cũng có một vị tỷ phú nào của Thái Lan sang mua. Thì quý vị biết là những cái vấn đề mà định giá mà đưa ra thị trường mà tư bản á, thì những cái nước xã hội chủ nghĩa họ hoàn toàn định giá không có chính xác. Nếu quý vị có tìm hiểu đọc sách thì quý vị nên để ý tới cuốn sách mà có cái tên là Red Nordic. Thì cuốn sách đó là tiếng Anh. Kính thưa quý vị, thực sự ra là Red Nordic là một cuốn sách dựa trên những câu chuyện có thật do Bill Browder làm tác giả. Anh ta là tác giả. Anh ta kể lại câu chuyện, những câu chuyện hoàn toàn có thật do cái xã hội Nga vào thời kỳ mà chuyển đổi cái nền kinh tế từ chuyển đổi kinh tế từ cái quốc hữu hóa sang tư hữu hóa. Thì cuốn sách thì nói lên những cái câu chuyện về tài chính, những cái câu chuyện về vấn đề mà giết người, ám sát, vấn đề về quý vị biết về luật thuế má, về những cái vấn đề về tham nhũng, về những cái vấn đề này trong cái xã hội Nga vào cái thời kỳ đó, thông qua tòa án, thông qua rất là nhiều nơi. Thì quý vị biết trong đó có đề cập tới vấn đề cái điều luật Majewski thì phải, thì là một cái điều luật mà có nghĩa là chống chống những cái vị mà gọi là cán bộ của những cái nước cộng sản đi vào Hoa Kỳ. Thì đó là vì sao mà cái cuốn sách Hùng muốn giới thiệu với quý vị cái cuốn sách mà Red Nordic đó. Tại vì nếu quý vị có xem cuốn sách đó thì quý vị sẽ thấy cái mô hình chuyển đổi kinh tế của nước Nga nó gần gần giống giống như cái mô hình chuyển đổi kinh tế của Việt Nam hiện nay. Vì nước Nga có những cái công ty lớn, những cái công ty năng lượng, những cái công ty này kia, nó đại diện cho nước Nga, nhưng mà giờ nước Nga muốn đưa nó ra trở thành tư hữu hóa để đưa nó trở thành lên thị trường market.
lên thị trường chứng khoán để cổ phần, tạo ra cổ phần, cổ phiếu cho người dân tham gia đầu tư. Thì quý vị biết rằng là nước Nga, cái ngành tài chính của nước Nga họ không thể định giá, thì từ đó là những cái công ty định giá, những cái công ty tài chính lớn của nước Anh, của Pháp, của Hoa Kỳ tham gia định giá những cái công ty đó của Nga. Và từ đó thì quý vị biết sau khi định giá xong thì mọi người có quyền tham gia đầu tư vào trong những công ty đó. Thì nước Anh là một cái nước hưởng lợi rất nhiều. Họ định giá xong rồi sau đó họ lại đầu tư, thì quý vị biết là trong khoảng thời gian ngắn, trong vòng vài năm thôi thì họ gọi là thu lợi rất là cao. Mà quý vị cũng biết rằng sau đó thì Tổng thống Putin cũng là cái người mà có nghĩa là thấy được cái điều kiện đó, mới là có những cái chính sách, mới có những cái điều kiện lãnh đạo của ông làm chậm lại cái vấn đề gọi là chuyển đổi cái kinh tế thị trường của nước Nga. Cho nên đến hôm nay nữa là cũng hơn 30 năm thì nước Nga cũng vẫn chưa chưa thể chuyển đổi thành công sang cái gọi là thị trường kinh tế thị trường. Nước Nga cũng hoàn toàn chưa trở thành một nước tư bản được, bởi vì họ cũng vẫn còn là một cái nước mà vấn đề quốc hữu hóa rất là cao. Cho nên từ đó thì quý vị biết rằng là nước Nga cũng chưa có thể nào là một cái nước mà đi chung với cộng đồng quốc tế, chưa đi chung với cộng đồng của thế giới. Thì hiện nay thì quý vị cũng biết rằng là cái đồng rúp của Nga nó đang tụt xuống cái giá rất là thấp, 105 tới 110 đồng để mà ăn 1 đô la, trong khi ngày xưa thì nó chỉ có 20 mấy, 30 mấy đồng là ăn 1 đô la thôi, nhưng mà bây giờ lên cả 100 đồng mới ăn được 1 đô la. Thì quý vị biết là người ta nhìn vào cái đồng đồng bạc của một cái nước nào đó thì người ta biết đó là cái nền kinh tế của nước đó có tạo ra cái giá trị sản phẩm, có tạo ra cái giá trị hàng hóa được hay không. Những cái nước nào mà tạo ra được cái giá trị hàng hóa cao thì đồng tiền họ phải có giá trị, còn những cái nước nào mà không tạo ra được thì quý vị biết là đồng tiền nó luôn luôn thấp. Thí dụ như Việt Nam thì hiện nay đồng bạc Việt Nam thì quý vị biết 1 đô la thì tương đương với gần 25.000 đồng Việt Nam đồng. Thì đó là một cái điều bất lợi cho chính phủ Việt Nam rất là nhiều, bởi vì cái thị trường chứng khoán của Việt Nam hiện nay trong nước thì người nước ngoài, kể cả những cái Việt kiều muốn có cái tinh thần yêu nước cao và muốn đầu tư về trong nước cũng không có đầu tư được, là quý vị biết rất là khó. Là sao? Khi ra đến các ngân hàng, đồng tiền của người dân thì nằm ở tại ngân hàng, mà khi mà người dân muốn đầu tư về trong nước thì là tham gia vào cái thị trường chứng khoán ở trong nước, thì khi mà muốn mua một cái mã gọi là mã chứng khoán nào của một cái công ty nào ở trong nước thì quý vị biết ngân hàng họ sẽ từ chối ngay. Bởi vì sao? Bởi vì một đồng Hoa Kỳ mà ăn tới 25.000 đồng của Việt Nam thì quý vị biết dù cho có tính toán máy móc tính toán thế nào đi nữa thì người ta cũng từ chối. Thí dụ như đồng tiền của Hoa Kỳ có thể là tính theo thập phân, thập phân là 1/10 của đồng tiền Trung Quốc, hoặc là 1/100 của đồng tiền Nhật Bản, 1 đồng 20, 1 đồng 20% hay là nhiêu đó với những cái nước khác. Nhưng mà đối với Việt Nam thì quý vị biết cái đồng đồng bạc Việt Nam nó lên tới 25.000 là một cái vấn đề khó khăn gây cho người dân ở tại các nước khác ngoài Việt Nam không thể đầu tư về Việt Nam. Đó là một cái sự thiệt thòi rất lớn cho chính phủ Việt Nam. Thì nếu quý vị tìm hiểu thêm nhiều về cái cuốn sách mà Red Notice thì quý vị sẽ hiểu thêm rất nhiều câu chuyện, trong đó có cái câu chuyện chính, cái main idea, cái câu chuyện chính đó là nói về cái vấn đề chuyển đổi mô hình kinh tế của nước Nga. Thì Hùng Quyên cũng muốn chia sẻ với quý vị để quý vị thấy mà thông cảm thêm
cho những cái công ty hiện nay của Việt Nam đang muốn ra nước ngoài đầu tư. Thì ông Nguyễn nghĩ rằng chúng ta dù sao đi nữa thì cũng nên tạo điều kiện để giúp đỡ cho những cái công ty trong nước, công ty của Việt Nam thành công ở tại Hoa Kỳ, để từ đó thì các công ty khác của Việt Nam mới mạnh dạn, mới dám đưa ra nước ngoài, mới dám làm ăn, mới dám đi ra nước ngoài để kêu gọi và đầu tư, và từ đó thì tiền đầu tư mới có để mà làm ăn nó lớn lao được. Chứ còn không thì quý vị biết, nếu mà không như vậy mà Việt Nam mà không chuyển đổi được mô hình kinh tế á, thì chúng ta cứ vẫn là xã hội chủ nghĩa luôn luôn muôn năm. Thì từ đó thì quý vị biết, ủng hộ cho Việt Nam gọi là trở thành những cái nước mà gọi là mạnh, thì chúng ta đầu tiên là chúng ta phải ủng hộ cho những cái công ty của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Thì bây giờ thì quý vị biết là VinFast là một cái công ty mà hiện nay thì cũng chưa có được mọi người tin tưởng cho lắm. Cho dù anh VinFast đã chuyển đổi mô hình kinh tế của mình từ quốc hữu hóa sang tư hữu hóa rồi, nhưng mà đất nước Việt Nam thì mô hình chính trị cũng vẫn còn độc đảng, rồi kinh tế cũng vẫn còn kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Cái đó cũng là một cái rào cản rất lớn cho người dân tin tưởng vào những cái công ty của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Thật sự ra thì câu chuyện này còn khá dài, còn rất là nhiều chi tiết, nhưng mà hôm nay cũng là ngày đầu tiên Hùng Nguyễn trở lại với diễn đàn Hợp Nhất Media, cho nên cũng chưa có quen nói chuyện cũng còn lắp bắp, mong quý vị thông cảm. Hy vọng rằng những cái thông tin này cũng đem lại cho quý vị một số những cái gọi là hiểu biết thêm về cái vấn đề chuyển đổi mô hình kinh tế thị trường. Thì chân thành cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian theo dõi, và ai chưa đăng ký kênh thì xin quý vị hãy vui lòng đăng ký, và để cho thông tin đến quý vị thêm nhanh chóng. Hồng Nguyễn cố gắng nhiều hơn nữa để dành thêm thời gian để làm những cái có những cái bài nói chuyện cùng quý vị, hầu đại lao quý vị trong những lúc gọi là thảnh thơi. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chúc quý vị những ngày nghỉ cuối tuần thật là vui tươi, thật là đầm ấm bên gia đình và bên người thân của mình. Xin tạm biệt.